Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những cuốn video giới thiệu với các bạn về chương trình triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài lần thứ 3 được tổ chức tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Triển lãm được khai mạc ngày mùng 5 và kết thúc ngày mùng 9 tháng 2 2020. Vâng, tác phẩm đầu tiên tôi gửi đến các bạn đó không phải là cây xanh, cây si, cây đề, cây đa. Đó là một cây rành rành tầm nhỏ của anh Cương Cận, Hải Phòng. Vâng, một cái điều rất vui khi nói về cây rành rành, chúng ta vẫn thường hay ví von đó là cầu để làm ăn tấn tới, để có một cái tư cách đứng đắn, giữ gìn, để tích lũy, để có cái của để dành cho thế hệ mai sau, cho con, cho cháu, cho gia đình. Đó là cây rành rành. Vâng, nếu được như vậy thì còn gì bằng. Đúng không các bác? Một cây rành rành rất là giả. Qua những nét mốc trắng hết từ dưới bệ rễ cho lên đến tay chi. Vâng, chia tay với cây rành rành, chúng ta đến với những tác phẩm bên cạnh. Một cây xanh ba thân. Vâng, một cây tùng. Chủ nhân đề này tùng dáng liễu à. Tác phẩm xanh. Vâng, đến đây chúng ta thấy có một cái giá Tam Sơn với ba tác phẩm đẹp quá. Vâng, đó là cây si của anh Nguyễn Hữu Cường.
Vâng, phía ngược lại của cây si quá đẹp. Vâng, với số lượng như ban tổ chức có thông tin cho tôi biết là xít sót 1.000 tác phẩm tất cả lớn nhỏ. Phải nói là một không gian sinh thái thể thao kết hợp với bonsai nghệ thuật thêm phần đẹp rực rỡ hơn. Tuyệt vời quá. Một khuôn viên trước ở đình Ngô Sài mà cách đây vài ngày lễ hội đình Ngô Sài cũng vừa được tiến hành. Cây xanh của anh Nguyễn Văn gì đây? Mạnh, đúng rồi, Đại Đồng, Thạch Thất. Đếm đây.
Vâng, chúng ta đến với một tác phẩm hoa giấy của anh Nguyễn Văn Nguyễn Văn gì đây? Chịu rồi. Không đọc được, thôi số điện thoại đây. Vâng, cây sung có độc đáo không các bác ơi? Của anh Vũ Văn Mai. Đây. Cũng là một cây sung mà rất là đặc biệt. Trông như là một con cóc. Hello xong không nói gì thế? Hello không nói gì. Tưởng là có cái lời phát biểu gì. Mệt quá rồi bác ạ. À mệt quá rồi. Hello. Đây là các anh trong ban tổ chức đang anh đi mệt mệt. Vâng, chúng ta đến với một bệ si rất đặc biệt đây. Vâng. Không anh không? Một bệ si mà những cái u sụn nổi lên rất là cộn lên như vậy. Vâng. Rất đẹp. Chờ mấy cái ghế để vào gốc cây nó đẹp hơn, hợp lý chứ. Nó chế ở cái gốc. Mà cũng ngồi để ngồi nghỉ xem cây ngồi nghỉ luôn. Đúng rồi. Đặt vị trí là tuyệt vời. Ngồi nghỉ xem cây mà mỏi chân ngồi nghỉ luôn. Để cho cái đôn cái ghế ra đây. Thế cái bệ si này. Đi luôn đằng này. Để tôi nhà trông được sẵn. Cái này không phải có phải si búp đỏ không? Chắc không. Bởi cái lá lộc này mới ra không phải đỏ. Chắc là si trắng. Không phải búp đỏ. Nhưng phải nói cái phần bệ gần guốc thật đấy. Đẹp. Quá hay luôn. Kiểu như bắn súng ấy nhỉ, cấm được dung. Anh đang treo thẻ là chủ nhân của bệ si à? Ông phiếu bảo 30 trong một đốt nhạc. Vâng, lúc nãy tôi chia sẻ rất kỹ rồi, lúc đó chưa có thẻ. Bây giờ anh canh mới treo thẻ. Đó là cây si của anh Trương Phạm đến từ Tứ Kỳ, Hải Dương. Vâng, anh Trương Phạm này thì đối với tôi thì không biết là tôi quay anh ấy bao nhiêu lần rồi. Kể cả từ hội chợ đến triển lãm rồi. Anh có rất nhiều những cái tác phẩm, những cái nét rất là độc đáo. Vâng. Nếu mà đồng bộ đẹp của nó thì thay một cái bể đá. Không biết là ở nhà anh Trương Phạm anh có làm cái nghề đúc không? À, anh Trương Phạm. Nguồn gốc là xuất xứ là bố mẹ làm nông. Làm nông chứ không phải thợ gò hàn đúc à? Vâng, nông. Tôi tưởng cái bệ si này của anh đúc ra. Làm thay ước đúc đồng. Vâng, để kết thúc cuốn video này, Đỗ xin giới thiệu với các bạn một cái tiểu cảnh.
một tiểu cảnh ngôi nhà cổ. Đó là cây xanh và tiểu cảnh của ông Nguyễn Văn Bình đến từ Đan Phượng. Vâng. Còn đây là cái gì? Bên này thì là cây xanh. Bên này Đỗ Sinh chưa nhận biết nó là cây gì được. Đây là những cái tiểu cảnh làm gắn với những cái nếp nhà cũ của khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Có bể nước mưa, có giếng khơi. Nhưng mà thêm một thời gian nữa để rêu phong thì sẽ sinh động hơn. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những video sau. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng với Hương Sắc Đỗ Sinh. Xin chào và hẹn gặp lại.